Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nhà hoạt động Ewin Badap được hoãn xử dẫn độ. Ngày 15 tháng 7, AFA tiếng Việt loan tin Thái Lan hoãn phiên tòa dẫn độ nhà hoạt động Ewin Badap. Theo đó, một tòa án ở Thái Lan hôm 15 tháng 7 đã lùi ngày xét xử dẫn độ đối với nhà hoạt động người Việt Ewin Badap trong phiên tòa có sự hiện diện của quan chức Việt Nam. Hình ảnh bài trên AFA. AFA cho biết ông Ewin Badap, đồng sáng lập tổ chức nhân quyền Người Thượng Vì Công Lý, bị cảnh sát Hoàng gia Thái Lan bắt giữ ngày 11 tháng 6 về cáo buộc lưu trú quá hạn sau nhiều năm xin tị nạn và chờ được định cư ở một nước thứ ba. Tòa án Thái Lan cũng xem xét khả năng cho phép dẫn độ ông về nước theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam. AFA dẫn lời bà Nathasri Brahman, luật sư bào chữa của ông Ewin, nói với các phóng viên bên ngoài tòa án rằng tòa không cho giới truyền thông tham gia vì tính chất an ninh quốc gia của phiên tòa, nhưng lại cho phép sự có mặt của một số quan chức Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi không có thời gian để chuẩn bị bảo vệ cho trường hợp này ngày hôm nay, một vụ án mang động cơ chính trị. Ông ấy là một người thuộc sắc tộc thiểu số đã bị tra tấn và sợ hãi nếu bị đưa trở lại Việt Nam. Chúng tôi sẽ chứng minh điều đó ở góc nhìn khác của câu chuyện. Thái Lan phải đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế vì ông ấy là người xin tị nạn được bảo vệ theo quy định của Liên Hiệp Quốc, vị luật sư khẳng định. Hình ảnh luật sư Nathasri Brahman bên ngoài trụ sở của Tòa án Hình sự Bangkok. Vị luật sư này cũng cho biết phiên tòa cáo buộc lưu trú quá hạn sẽ được tiến hành vào ngày 5 tháng 8 và phiên xử về trục xuất sẽ được tổ chức trong 2 ngày, 1 tháng 8 và 19 tháng 8. Thân chủ của bà sẽ vẫn bị giam ở nhà tù đặc biệt và không được bảo lãnh tại ngoại. AFA dẫn ý kiến của ông Phil Robertson, giám đốc tổ chức những người vận động nhân quyền và lao động châu Á, viết trên mạng xã hội X 2 ngày trước phiên xử rằng trong mọi trường hợp, Thái Lan không nên cưỡng ép trả lại người tị nạn và nhà hoạt động người thượng Ewin Badap về Việt Nam, nơi ông sẽ phải đối mặt với việc bị bắt, bỏ tù và những điều tồi tệ hơn vì các hoạt động chính trị của mình. Ông ấy là người tị nạn và phải được bảo vệ. Theo AFA, Ewin Badap cùng vợ con đi sang Thái Lan từ năm 2018 với hoạt động chính là cùng tổ chức Người Thượng Vì Công Lý chuyện báo cáo về vi phạm nhân quyền đối với người bản địa ở Tây Nguyên, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo. Ông Ewin Badap trong trang phục ED. Tuy vậy, vẫn theo AFA, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk hồi đầu năm đã kết án vắng mặt 10 năm tù giam đối với ông Ewin về tội danh khủng bố vì cho rằng ông có liên quan đến vụ nổ súng ở trụ sở của hai xã ở huyện Cư Quyên rạng sáng ngày 11 tháng 6 năm 2023. AFA cũng cho biết kể từ khi ông Ewin Badap bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ ngay sau cuộc phỏng vấn với đại sứ quán Canada ở Bangkok về định cư, nhiều tổ chức và cá nhân đồng loạt lên tiếng kêu gọi chính phủ Thái Lan trả tự do cho ông và không trục xuất ông về Việt Nam theo yêu cầu của Hà Nội, nơi ông sẽ phải chịu tra tấn và tù đày dài hạn. Liên minh xã hội dân sự toàn cầu thậm chí còn đưa Thái Lan vào danh sách giám sát trong tháng 7 vì các vi phạm nhân quyền, trong đó có việc bắt giữ Ewin Badap theo yêu cầu của Việt Nam, mà tổ chức này cho rằng Thái Lan tham gia đàn áp xuyên biên giới. AFA cho biết thêm, trong nhiều năm gần đây, cảnh sát Thái Lan và an ninh Việt Nam thường hợp tác chặt chẽ. Năm 2019, blogger Trương Duy Nhất bị bắt cóc ở thủ đô Bangkok có sự nhúng tay của cảnh sát địa phương. Giữa tháng 4 năm 2023, YouTuber Đường Văn Thái cũng bị bắt cóc và đưa về Việt Nam. Hiện ông vẫn đang bị tạm giam để điều tra về cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 của Bộ luật Hình sự. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Nhà hoạt động Ewin Badap được hoãn xử dẫn độ. Hàng loạt người tham gia tổ chức của ông Đào Minh Quân bị kết án. Ngày 14 tháng 7, AFA tiếng Việt loan tin nữ công an bỏ ngành tham gia chính phủ quốc gia lâm thời của ông Đào Minh Quân. AFA dẫn loạt bài viết từ báo Gia Lai hôm 13 tháng 7 về chuyên án mà công an tỉnh này đã phối hợp với công an các tỉnh thành khác trên cả nước để điều tra làm rõ hoạt động của bà Phan Thị Thảo, sinh năm 1957, thường trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, tạm trú tại thị trấn Đắc Đoa, Gia Lai. Hình ảnh bản tin trên AFA. Theo đó, bà Thảo sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, từng tốt nghiệp Học viện An ninh Nhân dân, có nhiều năm công tác tại Công an Hà Nội.
Đến tháng 6 năm 1989, bà Thảo đã viết đơn xin khỏi ngành, rồi sau đó tham gia vào Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời của ông Đào Minh Quân tại Mỹ, một tổ chức đã bị chính phủ Việt Nam xếp vào danh sách khủng bố. AFA cho biết, theo điều tra của công an vào năm 2016, lợi dụng sự kiện cá chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung liên quan đến khu công nghiệp Formosa ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Thảo đã viết bài chỉ trích, kích động, tung lên các trang mạng xã hội nhằm mục đích lôi kéo những người cùng tư tưởng phản động tham gia chống phá đảng, nhà nước. Từ đó, Thảo đã được một số đối tượng lưu vong là tay chân của Đào Minh Quân kết bạn qua Facebook, rồi liên lạc lại móc nối thực hiện hành vi chống phá. AFA tiếp tục dẫn điều tra của công an cho hay bà Thảo được phong làm thiếu tướng trong tổ chức của ông Đào Minh Quân. Bà cũng bị cáo buộc đã tổ chức lôi kéo nhiều người cùng tư tưởng chống phá đảng, nhà nước ở nhiều tỉnh, thành phố tham gia tổ chức này. Trong 4 năm, từ năm 2018 đến năm 2021, Thảo đã dụ dỗ lôi kéo được 8 đối tượng khác cùng tham gia vào tổ chức phản động Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Những đối tượng này được đặt các bí danh, bí số để liên lạc, trao đổi qua các nhóm kín, địa chỉ Gmail nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Bài báo cho biết, hình ảnh 10 bị cáo tại phiên tòa ở Gia Lai. Theo AFA, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt giam để điều tra cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân đối với 10 người trong nhóm của bà Thảo. Vào ngày 23 tháng 4 vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã xét xử sơ thẩm và tuyên án tù đối với 10 người này, bao gồm bà Thảo. Bản tin ngày 23 tháng 4 của AFA cho hay, 10 bị cáo có độ tuổi từ 37 đến 67 phải chịu mức án tù tổng cộng là 88 năm, người có án thấp nhất là 8 năm tù, người có án cao nhất là 13 năm tù. Cụ thể, các án tù bao gồm Phan Thị Thảo 13 năm tù, Trần Thiện 12 năm tù, Vũ Đình Lan 12 năm tù, Cao Thị Ngọc Diễm 9 năm tù, Trần Thọ 8 năm tù, Trần Thị Kim Loan 8 năm tù, Tạ Văn Triệu 13 năm tù, Huỳnh Thị Khánh Trang 12 năm tù, Trần Huệ Chân Vương 9 năm tù, Cao Cương 4 năm tù. Những người này thường trú tại nhiều địa phương khác nhau gồm Nghệ An, Vĩnh Phúc, Sài Gòn, Bến Tre, Kiên Giang, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình. Cũng liên quan đến tổ chức của ông Đào Minh Quân, bản tin ngày 15 tháng 4 của AFA cho biết, Tòa án tỉnh Long An đã tuyên án 12 năm tù đối với bà Nguyễn Thị Bạch Huệ, quê quán ở Cần Thơ, ngụ tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. AFA dẫn cáo trạng cho hay bà Huệ tham gia tổ chức của ông Đào Minh Quân từ đầu năm 2020. Từ đó đến giữa năm 2021, bà đã tích cực hoạt động và lôi kéo thêm người tham gia tổ chức này. Bà bị bắt vào tháng 4 năm 2023. AFA cho biết thêm từ tháng 1 năm 2018, Bộ Công an Việt Nam đã chính thức cáo buộc Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời là tổ chức khủng bố. Theo ghi nhận của AFA, từ năm 2017 đến tháng 3 năm 2023, có ít nhất 60 người tại Việt Nam bị kết án với cáo buộc theo tổ chức này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Hàng loạt người tham gia tổ chức của ông Đào Minh Quân bị kết án. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo.d.